Phú Khánh và Việt Anh mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Quý vị thân mến, trước khi vào nội dung cụ thể chi tiết của chương trình ngày hôm nay, Việt Anh và Phú Khánh xin được bàn một chút về bức hình họa sau đây. Đây là bức họa vẽ về một hiện tượng đang diễn ra vào thời điểm này. Như chúng ta nhìn thấy, một cặp vợ chồng chở con với ba lô, túi xách nhưng lại có đến 2 đầu xe. Vâng, nhưng nếu nhìn lên hai góc trái và phải phía trên thì chúng ta sẽ thấy 2 tấm biển chỉ đường. Một tấm ghi là về quê nguy hiểm vi phạm quy định chống dịch và tấm biển còn lại ghi rằng ở lại cuộc sống quá khó khăn. Đây là bức họa thể hiện tình cảnh của những người chọn thành phố Hồ Chí Minh để mưu sinh và giờ khi giãn cách vẫn kéo dài, họ đang trong tình thế lưỡng nan, về quê hay ở lại và chọn lựa nào cũng quá khó với họ. Ở lại thì công việc đã mất, tiền lương không còn, về quê thì vi phạm quy định và không chắc là đã an toàn hơn. Những chủ trương kịp thời của nhà nước đã ban ra để chia sẻ kịp thời những khó khăn và rất nhiều những trái tim từ thiện đã bao dung từng bữa ăn, nhiều chuyến xe để cho vơi bớt khổ sở mà vượt qua những khó khăn quá lớn này. Chúng ta đang nỗ lực hết mình, cả cộng đồng cùng hiệp lực với chính phủ để tiễn trừ bệnh dịch và chúng ta có quyền hy vọng vào một ngày không bệnh dịch đang rất gần. Vậy chịu khổ nhất thời để nhanh sướng lại hay không chịu khổ để rồi khổ dài dài? Câu chuyện đáng quan tâm này sẽ được chúng tôi tiếp tục chia sẻ bình luận trong ít phút tới. Nhưng trước hết như thường lệ, kính mời quý vị cùng đến với phần điểm tin chính ngay sau đây. Bắt 5 đối tượng nhập cảnh trái phép mang theo hộ chiếu tại Tây Ninh. Chuyên mục nóng trên mặt báo, giãn cách xã hội, không chịu khổ nhất thời thì sẽ khổ dài dài. Vaccine công nghệ mRNA đầu tiên được thử nghiệm tại Việt Nam. 3.000 khách dùng bữa trên đường băng mừng thoát khỏi đại dịch. Thưa quý vị, mới đây các chiến sĩ ở chốt kiểm soát phòng chống dịch số 8, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ 5 đối tượng đang tìm đường nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Được biết khi bắt quả tang, 5 đối tượng này đang cầm hộ chiếu trên tay. Các đối tượng khai nhận do Campuchia hạn chế hoạt động xuất nhập cảnh qua lại biên giới kể từ ngày 18 tháng 7 nên không thể làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam, đang tìm đường mòn, lối mở để nhập cảnh trái phép. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 4 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định, đồng thời tổ chức bàn giao cả 5 đối tượng cho Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Ngày 15 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết đã ghi nhận thêm một ca F0 ngoài cộng đồng, đó là trường hợp tên viết tắt DL, 60 tuổi, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại vận tải Minh Long, có địa chỉ tại tổ 4 ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Được biết, xe bán tải của ông được Sở Giao thông Vận tải của thành phố Hồ Chí Minh cấp mã QR ưu tiên luồng xanh. Lợi dụng việc này, ông đã di chuyển qua các chốt kiểm soát mà không bị kiểm tra, và ông cũng không thực hiện khai báo y tế tại địa phương. Ông L có hộ khẩu ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra dịch tễ, ngày 8 tháng 8, ông L về nhà tại phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Đến sáng ngày 9 tháng 8 thì ghé chợ Đồng Biên Hòa, Đồng Nai mua đồ, có tiếp xúc với 3 người. Sau đó ông đi xe riêng lên làm việc tại công ty ở tỉnh Bình Phước cho đến nay. Trong quá trình làm việc, ông đã tiếp xúc với các tài xế và nhân viên của công ty, tổng cộng 22 người. Đến ngày 14 tháng 8, ông L đến phòng khám đa khoa Bình Long, thị xã Bình Long, test nhanh COVID-19 cho kết quả 2 lần dương tính. Đội phản ứng nhanh của thị xã đã tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực phòng khám và lấy mẫu xét nghiệm PCR, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 15 tháng 8, thị xã Bình Long đã truy vết được 22 F1. Các F1 đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 lần 1, đồng thời thông báo cho các địa phương có người tiếp xúc gần với ca bệnh để tiếp tục truy vết. Cũng tại Bình Phước, tổ tuần tra kiểm soát công an thành phố Đồng Xoài vừa phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt khẩn cấp đối tượng là Nguyễn Thị Cẩm Trí, 32 tuổi, quê An Giang và Đỗ Hữu Toàn, 31 tuổi, ngụ ở Bình Phước để điều tra về hành vi vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy. Hai đối tượng này vừa giao dịch mua bán ma túy xong, đang trên đường di chuyển thì gặp lực lượng chức năng nên bỏ chạy. Lực lượng công an đã truy đuổi hơn 1 km bắt gọn hai đối tượng. Tang vật là 3 bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng và hàng trăm viên nén màu xanh nghi là ma túy được ngụy trang đặt trong bịch cà phê. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thành phố Đồng Xoài tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, dù vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội như những ngày gần đây, cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có hiện tượng người dân nườm nượp kéo ra đường. Ở nhiều ngã tư, hàng trăm người xe đổ sát nhau chờ đèn xanh. Chữ K khoảng cách trong khuyến cáo 5K của Bộ Y tế hoàn toàn bị hủy bỏ. Khi bị chặn lại ở các chốt kiểm soát thì người ta đưa ra đủ lý do. Đi làm, mua thực phẩm, có việc gấp, thăm thân nhân ốm nặng, giao hàng gấp. Và ai cũng cho rằng lý do của mình là chính đáng, là rất cần thiết, ngay cả khi là lý do đó không được lực lượng chức năng chấp nhận. Nhiều người cố gắng trình bày lý luận năn nỉ với cán bộ trực chốt để được qua. Và khi bị từ chối, không ít người nổi giận, mắng mỏ, mạt sát, thậm chí chống đối, hành hung lực lượng đang làm nhiệm vụ, gây phẫn nộ cho cộng đồng. Và hiện có rất nhiều người đang hoàn thông chốt nhờ có giấy đi đường. Đây có thể là một kẽ hở trong việc giám sát, đảm bảo tuân thủ lệnh cách ly xã hội. Bởi giấy đi đường do người sử dụng lao động cấp cho nhân viên. Nếu vị lãnh đạo không ý thức được tầm quan trọng của việc hạn chế tối đa số nhân viên đến công sở hoặc đi giao dịch, họ hoàn toàn có thể cấp nhiều hơn con số cần thiết. Còn gì dễ hơn việc các đơn vị, cơ quan, công ty cấp giấy đi đường cho người của mình như một thứ của nhà trồng được, muốn bao nhiêu cũng có. Trong khi đó, virus SARS-CoV-2, đặc biệt là biến thể Delta, không phân biệt ai có giấy đi đường, ai không, không phân biệt lý do ra đường của người nào là chính đáng. Virus tấn công bất cứ ai mà nó có cơ hội tiếp cận. Thêm một người ra đường lúc này là thêm cơ hội cho lan truyền, bùng phát. Thêm một người nhiễm SARS-CoV-2 là thêm rất nhiều người khác bị liên lụy và có thể trở thành F0, kéo theo hàng trăm, hàng ngàn người khác phải gồng mình, kiệt sức để thực hiện các biện pháp chống dịch. Vì vậy, xin đừng mang sự ích kỷ cá nhân của mình ra để đấu lý khi bị người nhà phản đối ra đường hay khi bị ngăn lại ở các chốt kiểm soát. Đừng dễ dãi cấp giấy đi đường cho nhân viên dưới quyền. Có những công việc, nhu cầu là thiết yếu trong hoàn cảnh bình thường nhưng lại trở thành thứ yếu trong giai đoạn mà chống dịch là điều quan trọng, cấp thiết nhất. Việc chống Covid-19 đang thực sự là cuộc chiến sinh tử mà trong mọi cuộc chiến đòi hỏi về tính kỷ luật luôn vô cùng khắt khe. Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng từng nói, kết quả 15 ngày đầu giãn cách có ý nghĩa quan trọng, nhưng 15 ngày tiếp theo có ý nghĩa quan trọng hơn, quyết định hơn. Nếu như ra đường khi không thực sự cần thiết trong giai đoạn này, bạn đang biến sự hy sinh của chính mình và cả cộng đồng những ngày trước đó trở thành bọt biển, có thể khiến cho dịch bệnh lây lan không kiểm soát được nữa. Vậy thì tại sao không cố gắng chịu đựng thêm một thời gian cho dịch lắng hẳn xuống và chính quyền cho phép? Vâng, câu chuyện cuối cùng vẫn chỉ là thế này thôi ạ. Hoặc chịu khổ để nhanh sướng, hoặc không chịu khổ để rồi khổ dài dài. Hãy nhớ rằng lựa chọn của bạn không chỉ liên quan đến cá nhân bạn. Tiếp tục chương trình là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, sau khi thông tin thành phố Hồ Chí Minh kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm 1 tháng nữa được công bố, ngay trong ngày 15 tháng 8 đã có hàng ngàn người dân lên đường về quê bằng xe gắn máy, khiến giao thông tại một số khu vực cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng ùn tắc, kèm theo đó là nguy cơ lây lan dịch bệnh khi tập trung đông người. Nhóm các người quê ở Bình Định này đang tìm cách rời thành phố Hồ Chí Minh bằng xe gắn máy để về quê. Tất cả đều cùng chung cảnh ngộ là công nhân lao động tự do, từ quê vào thành phố kiếm sống và ở trọ tại quận Bình Tân. Cố gắng bám trụ, nhưng giãn cách xã hội kéo dài, mất việc làm, thu nhập không còn, không thể xoay sở tiếp được. Mọi người đành đánh liều về quê dù biết nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thất nghiệp là thứ nhất, thứ hai nữa là tiền trọ thì vẫn thu. Đó, nên em bé thì ở đây thì vợ con rồi cũng có tiền ăn. Nên đã trụ mấy tháng rồi, nhưng mà trụ hết nổi giờ phải về vợ rồi. Ở đêm này dịch nó nhiều quá, cho nên là nói chung là nó khó khổ quá, bao nhiêu tháng rồi cứ chỉ thị rồi bắt đầu chồng chỉ thị cảnh chỉ thị nữa, nó khó khăn. Người dân đổ về quê, đường phố ùn tắc, nhưng đáng lo hơn cả là nguy cơ lây lan dịch, khó kiểm soát được dịch bệnh không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà ở cả các địa phương khác. Để người dân yên tâm ở lại, tiếp tục chung tay phòng chống dịch, các cấp chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường tuyên truyền vận động, đồng thời triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân trong thời gian tiếp tục giãn cách. Quận cũng ra sức là tuyên truyền vận động người dân và công nhân là cố gắng là chấp hành đúng cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là ở lại địa phương thì địa phương sẽ hỗ trợ chăm lo. Mọi người ở yên tại nơi cư ngụ, không di chuyển ra khỏi địa bàn để phòng chống dịch Covid-19. Lời kêu gọi của chính phủ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã được người dân đồng tình chấp hành tốt trong thời gian qua. Ở thời điểm khó khăn này, rất cần sự chia sẻ, thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau giữa người dân và thành phố vì mục tiêu chung sớm kiểm soát được dịch bệnh. Thú vị mới đây tại trường Đại học Y Hà Nội, chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 phòng COVID-19 giai đoạn 1 đã chính thức được khởi động. Đây cũng là vaccine sản xuất trên nền công nghệ mRNA đầu tiên tại Việt Nam. 25 người tình nguyện thử nghiệm lâm sàng đầu tiên đã được tiêm mũi 1 trong sáng ngày 15 tháng 8. Đây đều là những người đã được khám sàng lọc, xét nghiệm trước đó và đủ điều kiện để tham gia thử nghiệm. Tôi đã nghiên cứu kỹ trước khi tham gia. Vì vaccine này thì sẽ có những cái ưu điểm mạnh hơn đối với chủng biến thể mới là virus Delta. Giai đoạn 1 sẽ được thực hiện trên 100 người tình nguyện khỏe mạnh, phần nhóm ngẫu nhiên theo tỷ lệ 3-1 với mục tiêu chính là đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch. Người tình nguyện sẽ được tiêm 2 mũi hoặc giả dược cách nhau 28 ngày. Các dữ liệu an toàn sau tiêm mũi 1 ngày 1 đến 7 ngày sau tiêm mũi 2 ngày 36 sẽ được đánh giá. Cái giai đoạn 1 chúng tôi sẽ dự kiến sẽ kết thúc trong vòng 40 ngày kể từ ngày hôm nay, tức là tiêm mũi đầu tiên. Thì sau đó thì sẽ đánh giá tính an toàn và tính hiệu quả và báo cáo Hội đồng Y Đức, và sau đó thì sẽ xin phép là cuốn chiếu sang giai đoạn 2. Thì như vậy là cái quy trình nó đã được rút ngắn lại, vẫn đảm bảo tất cả những cái tiêu chuẩn chuẩn mực về khoa học của thế giới. Đây là vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA đầu tiên của Việt Nam do tập đoàn Vingroup đàm phán nhận chuyển giao công nghệ từ công ty Arcturus Therapeutics, Hoa Kỳ. Công nghệ mới này cho phép sử dụng liều vaccine thấp hơn, trong khi kích thích miễn dịch kéo dài hơn, cho hiệu quả phòng ngừa biến thể nCoV nhanh chóng và đơn giản, có khả năng chống lại các biến chủng mới nguy hiểm như Alpha, Beta, Delta, Gamma. Hội đồng đạo đức của Bộ Y tế đã đề nghị là chúng ta phải thử cả 3 pha tại Việt Nam. Trong đó, pha 1, pha 2 thì chúng ta sẽ làm nhanh, đồng thời sẽ từng bước cuốn chiếu để nhanh chóng khẩn trương chuyển sang pha 3. Và chúng tôi cho rằng với tiến độ dự kiến thì chúng ta sẽ hoàn thiện cả 3 pha trong năm 2021, tiến tới nếu thành công thì chúng ta có thể sản xuất được vaccine này vào đầu năm 2022. Nghiên cứu sẽ được thực hiện cả 3 giai đoạn 1, 2, 3 ở Việt Nam trên người tình nguyện tham gia nghiên cứu tuổi từ 18 trở lên. Giai đoạn 2 sẽ thực hiện trên 300 người và giai đoạn 3 gồm 20.600 đối tượng. Đây là vaccine đã được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, 2 ở Hoa Kỳ và Singapore và cho kết quả an toàn, sinh miễn dịch cao. Để an toàn ở mức cao nhất cho người Việt Nam, vaccine này vẫn phải tiến hành thử nghiệm lâm sàng cả 3 giai đoạn tại Việt Nam. Và bây giờ là những sự kiện gây chú ý xảy ra trên thế giới. Mới đây, người dân thành phố Saint Petersburg, nước Nga và khách du lịch đã hóa trang và đổ xuống sông Fontanka để tham dự lễ hội chèo ván đứng thường niên lần thứ 6. Lễ hội diễn ra với vô vàn sắc màu độc đáo. Hàng ngàn người đã đổ đến thành phố Saint Petersburg của nước Nga để tham dự lễ hội chèo ván đứng thường niên lần thứ 6 trong trang phục độc đáo như chú hề, hoàng tử, siêu anh hùng. Tôi đang tiếp tục phục trang chủ đề lễ hội Burning Man. Tôi từng ở trên cạn, trên sa mạc, còn bây giờ là trên mặt nước ở Saint Petersburg. Vì thế, tâm trạng giống như là một Burning Man đang dạo chơi trên mặt nước vậy. Do đại dịch Covid-19, lễ hội năm nay đã hạn chế số lượng người tham gia, bao gồm người đã được tiêm phòng, có xét nghiệm âm tính hoặc đã khỏi bệnh trước đó. Thú vị, thành phố Berlin của Đức vừa gửi lời cảm ơn tới công dân của mình, đồng thời gửi một thông điệp mạnh mẽ đến với thế giới rằng thành phố này đã mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19 với một bữa tối tự do được tổ chức tại đường băng của sân bay Tegel cũ. Khoảng 3.000 vị khách đã được mời tham gia bữa tối đặc biệt này. Bàn ghế tại sân bay Tegel cũ được sắp đặt trên đường băng để xếp thành dòng chữ Berlin yêu bạn. Sân bay Tegel luôn là một điểm đến hay. Thật không may vì chúng tôi không thể bay đến đây nữa, nhưng giờ chúng tôi có thể đến đây tụ tập ăn mừng và cùng nhau uống rượu. Nhà tổ chức thuộc công ty du lịch Visit Berlin mô tả đây là một festival của sự đa dạng và niềm vui sống. Công ty này hy vọng buổi picnic sẽ quảng bá hình ảnh thủ đô. Visit Berlin đã dành ra 500.000 euro để tổ chức sự kiện này. Liên tục chương trình chuyên mục Cà phê công đường, thành phố Hồ Chí Minh học sinh khó tụ trường vào đầu tháng 9. 5 người trong một gia đình thương vong sau vụ cháy nổ tại thành phố Hải Phòng. Chuyên mục Chuyện ngày mới hôm nay xin được dành thời lượng để tưởng nhớ Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, người chiến sĩ công an nhân dân đã từng hiến trái tim mình cho đất nước. Thưa quý vị, năm học mới sắp bắt đầu, thế nhưng tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhiều cơ sở giáo dục vẫn đang được trưng dụng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Điều này đang làm ảnh hưởng tới kế hoạch thực hiện năm học mới của thành phố. Phóng sự phản ánh của cộng tác viên chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh. Sắp bước vào năm học mới, nhưng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, quận 10 vẫn đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Ngoài ngôi trường này, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, từ mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên hiện cũng đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, điểm tiêm chủng, điểm lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng. Bên cạnh đó, tại một số nơi, công tác tuyển sinh đầu cấp vẫn chưa được hoàn thiện. Hiện nay tuyển sinh trực tuyến thì cơ bản xong, nhưng mà mặt mũi học sinh cũng chưa thấy, chưa có biết chương trình chủ nhiệm sao. Rồi cái số liệu học sinh mà nó rời, nó không học ở thành phố như thế nào. Khu cách ly hỏng là lấy mầm non bây giờ chuyển qua tiểu học trong cơ sở kể như là gần hết rồi. Trước tình hình trên, đã có nhiều đề xuất của các chuyên gia về việc tựu trường nhập học trực tuyến trong tình thế cấp bách để đảm bảo chương trình cũng như tiến độ năm học. Ưu tiên hàng đầu là kiểm soát tình hình dịch bệnh, nhưng không vì thế mà lùi thời gian năm học. Chúng ta làm sao để tổ chức một năm học mà nó đảm bảo được an toàn và cái dung lượng kiến thức của học sinh đó cơ bản được đáp ứng, thì chỉ còn có một cách là dạy học trực tuyến. Vừa qua, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch năm học 2021-2022. Trong đó dự kiến khai giảng năm học mới vào giữa tháng 9 theo hình thức trực tuyến, chậm hơn 2 tuần so với khung thời gian năm học của Bộ Giáo dục Đào tạo do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Và để áp dụng kịch bản này, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cũng sẽ cân nhắc điều chỉnh sao cho hợp lý với từng bậc học, khối lớp. Phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các quận huyện để thu hồi các cái điểm trường mà đang sử dụng để phục vụ cho phòng chống dịch, dọn dẹp, sửa chữa, khử khuẩn và đảm bảo được điều kiện an toàn nhất để học sinh trở lại trường chủ động trong thực hiện chương trình, có thể là dạy học trực tuyến, giảm nhẹ các yêu cầu để trong thời gian học trực tuyến thì có thể các em học sinh ở khối 1 với khối 2 là chúng ta có những cái chủ trương để đảm bảo được cái yêu cầu phòng chống dịch và hoàn thành chương trình. Theo số liệu của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2021-2022, số học sinh trên địa bàn thành phố có thể sẽ giảm do ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ dao động ở mức 1,5 triệu học sinh. Hiện Sở vẫn đang làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để sớm ban hành kế hoạch năm học mới và thời điểm khai giảng. Tiếp tục 24 giờ chuyển động ngày hôm nay là những thông tin nóng mà chương trình đã cập nhật. Thưa quý vị, một vụ cháy nổ được cho là liên quan đến sự cố điện đã xảy ra tại xã Kiên Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, khiến 4 người trong gia đình tử vong. Vụ việc xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Hắc ở thôn 3, xã Kiên Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng ông Hắc cùng con gái, con rể và cháu ngoại sinh năm 2017 đều đã tử vong tại khu vực phòng ngủ. Một số đồ đạc bị cháy biến dạng. Ông Hắc bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, có thể một thiết bị điện tử trong nhà đang cắm điện đã gặp sự cố khiến các nạn nhân bị điện giật. Sự cố này còn gây ra cháy một vùng diện tích hơn 10 m2. Hiện Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị chức năng Công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Y Chin Nia, 21 tuổi, ngụ huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội giết người. Trước đó, ngày 15 tháng 12 năm 2020, Y Diên cùng với Y Quên Nia và Y Hung Bờ Cha đi dự tiệc đám hỏi của một người bạn ở cùng xã. Trong bữa tiệc, Y Diên xảy ra mâu thuẫn và bị Y Hung tát một cái vào mặt. Thấy mình bị xúc phạm trước đám đông nên Y Diên đã về nhà lấy con dao quay lại nhà Y Hung để trả thù. Khi đến gần khu vực nhà Y Hung, Ewer thấy Y Diên cầm dao nên đã chạy ra ngăn cản. Lúc này hai bên giằng co khiến cho Ewer té dập đầu xuống đất bất tỉnh. Nghe tiếng la hét ngoài đường, Y Kun và Gia đang ngồi uống rượu trong nhà Y Hùng chạy ra để can ngăn thì bị Y Diên chém liên tiếp 2 nhát vào đầu, gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Y Diên đi bộ về nhà cất con dao, còn Y Kun và Ewer được người dân kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, Y Kun bị thương tật vĩnh viễn 28%. Ngày 15 tháng 8, Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đã tạm giữ đối tượng Mai Văn Thanh, 31 tuổi. Đây là đối tượng có liên quan đến một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Trước đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 8, Mai Văn Thanh điều khiển xe máy đến một cửa tiệm trên địa bàn khóm 5, phường Hồ Phòng để mua một trái dừa. Thấy người chủ tiệm đang cầm trên tay cọc tiền nên Thanh nảy sinh ý định chiếm đoạt. Lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ tiệm, Thanh nhanh chóng dùng tay giật cọc tiền và điều khiển xe máy bỏ chạy. Sau khi tiếp nhận tin báo từ bị hại, Công an thị xã Giá Rai bố trí lực lượng xác minh truy tìm. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày tiến hành mời Thanh lên làm việc. Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Văn Thanh để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Quý vị thân mến, những ngày gần đây, lực lượng công an nhân dân trên cả nước đã phải chứng kiến sự hy sinh của những cán bộ công an trong khi làm nhiệm vụ. Trong đó, Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, sinh năm 1989, Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Dẫu biết cuộc chiến nào cũng cam go và mất mát, hy sinh, và cuộc chiến với giặc Covid-19 cũng vậy. Nhưng khi hay tin Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh ra đi đột ngột, đã khiến đồng đội, người thân và nhân dân vô cùng tiếc nuối. Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh là con trai duy nhất trong gia đình có truyền thống cách mạng. Ba của Đại úy Minh nguyên là Phó trưởng phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh Tây Ninh. Vì lý do sức khỏe, vừa mới nghỉ hưu cách đây chưa được 1 năm. Mẹ của Minh công tác trong ngành y tế của địa phương, là lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Đại úy Minh đã trực chiến tại đơn vị 24/24, không quản ngại khó khăn, gian khổ, để cùng đồng chí, đồng đội tham gia tổ truy vết với vai trò tổ phó tổ truy vết trên địa bàn xã Phước Thạnh. Bởi truyền thống của ngành đã hun đúc cho anh những giá trị cao cả từ bé, để anh sẵn sàng nối nghiệp cha mình. Từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7, Đại úy Minh đã tiến hành truy vết 6 trường hợp F1, và phối hợp với trạm y tế xã Phước Thạnh test nhanh 18 trường hợp công nhân của công ty Berlin thuộc khu công nghiệp Phước Đông, Bời Lời về địa phương. Ngày 29 tháng 7, sau khi test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, Đại úy Minh được đưa đi cách ly điều trị tại trung tâm y tế huyện Bến Cầu. Ngay khi có các triệu chứng sốt, ho, đau đầu và khó thở, Đại úy Minh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh điều trị. Ngày 8 tháng 8, tình trạng sức khỏe của Đại úy Minh tiến triển tốt hơn. Tuy nhiên, đến sáng ngày 11 tháng 8, triệu chứng bệnh của Đại úy Minh trở nặng. Mặc dù được cấp cứu kịp thời, nhưng Đại úy Minh đã hy sinh lúc 10 giờ 40 ngày 11 tháng 8. Ngày 12 tháng 8, Ban Giám đốc Công an Tây Ninh đã đến viếng linh cữu Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, trước khi gia đình đưa linh cữu an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Và đây là hình ảnh các đồng đội đứng bên đường tiễn biệt Đại úy Minh về với đất mẹ Tây Ninh, khiến nhiều người xót xa. Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng nên nhiều đồng đội không thể đến tiễn biệt anh. Do vậy, khi thấy 3 chiếc ô tô chở thi hài Đại úy Minh lặng lẽ chạy qua, nhiều đồng đội đứng bên đường đã nghiêm trang chào tiễn biệt. Đặc biệt, trong chiếc ô tô, một người nhà của Đại úy Minh đã cầm theo di ảnh hướng về phía cửa kính. Thầy anh đưa tay vẫy chào các đồng đội đang đứng bên đường như một lời tạm biệt cuối cùng. Những hình ảnh đã chạm đến trái tim của nhiều người. Thưa quý vị, đó không chỉ là lời chào từ biệt mà còn như một lời hứa hẹn. Đồng đội sẽ thay anh thực hiện tiếp sứ mệnh truy vết, đẩy lùi đại dịch Covid-19 để giữ bình yên cho đất nước và người dân sớm được trở lại với cuộc sống bình thường. Và để thể hiện niềm tiếc thương đối với sự ra đi của Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ đã viết nên bài vọng cổ người lính mặc áo xanh lá mạ như là lời tri ân người chiến sĩ công an nhân dân đã tận hiến trái tim mình cho đất nước. Nhân mà non xanh thắm nhờ ơn của đất, bóng lúa chiều vàng cũng từ đất mà nở. Màu áo của anh là màu của quê hương, màu của tình tự yêu thương, câu hò điều ly. Người lính mặc áo xanh lá mạ, bài vòng cổ đã được nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên sáng tác chỉ trong một đêm. Có lẽ niềm tiếc thương và sự xúc động tột cùng trước sự ra đi của đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh đã thôi thúc ông làm được điều này một cách trọn vẹn và đầy cảm xúc. Lần đó tôi xem trên Facebook một người bạn đưa lên hình ảnh của anh Lê Huỳnh Nhật Minh và cho biết anh đã bị hy sinh vì nhiễm Covid-19 trên đường truy vết dịch. Đây là một cái đề tài mà tôi nghĩ tôi sẽ viết và bắt buộc phải viết. Đó là trách nhiệm của văn nghệ sĩ đối với những người hy sinh. Bài vòng cổ về anh Nhật Minh tôi viết khá nhanh, trong một đêm. Và sáng sau thì tôi gửi một người bạn ở Tây Ninh. Sau đó, ngay cái thời điểm mà hài cốt anh của Nhật Minh được đưa về, trên đường đưa về đồng đội đứng nghiêm chào hai bên, thì bài vòng cổ của tôi đã gần xong. Xin được hát về các anh, những người còn rất trẻ, là người chiến sĩ công an nhân dân đã tận hiến trái tim mình. Đất nước nhớ tên anh, nhân dân ghi khắc bóng hình. Người lính mặc áo màu xanh lá mạ, màu của ruộng đồng, hạt lúa, triệu bông. Ca từ chan chứa ân tình qua giọng hát của anh Lê Đăng Khoa, cũng là người con của mảnh đất Tây Ninh, lại càng lắng động và chạm đến trái tim hàng triệu người nghe. Tôi hát bài hát này về em để thay lời cảm kích với một chiến sĩ công an nhân dân đã xả thân vì sự bình yên của người dân. Tôi tự hào về thế hệ trẻ của Việt Nam luôn biết sống, cống hiến vì những lý tưởng cao đẹp và mong rằng sự hy sinh của mình sẽ tiếp thêm sức sống mạnh mẽ cho những người ở lại. Chúng ta sẽ sớm được thấy lại sự bình yên, đoàn viên trong mỗi gia đình khi người dân cả nước đồng lòng cùng các lực lượng tuyến đầu giành thắng lợi trong cuộc chiến chống đại dịch. Những người nhiệt huyết như Lê Huỳnh Nhật Minh là một tấm gương sáng để cho chúng ta, những người trong xã hội hôm nay, những người đang ở giữa mùa dịch, nhìn lại mình và mình đã làm được điều gì. Và cái câu nhắn gửi của Nhật Minh gửi lại: hãy ở yên trong nhà để dịch qua mau và em dịch được về đoàn viên với gia đình. Và câu nói ấy vẫn còn giá trị bây giờ và lâu dài về sau này. Sự hy sinh của đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh để đổi lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Anh sẽ mãi là niềm tự hào, là tấm gương sáng về ý chí, tinh thần và là nguồn động lực thôi thúc để cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Nhân mã non xanh thắm nhờ ơn của đất, bóng lúa chiều vàng cũng từ đất mà nở. Người lính trẻ mặc quân phục lá mạ xanh đá về với đất để dường qua đời mãi mãi xinh tươi. Xin được chân thành cảm ơn nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên và anh Lê Đăng Khoa, một người con của đất Tây Ninh. Bài vòng cổ này không chỉ là lời tri ân người ra đi, mà còn là liệu pháp chữa lành nỗi đau cho người ở lại. Đất nước đã không còn chiến tranh, thanh bình và lặng im tiếng súng. Thế nhưng vẫn còn có những con người đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ. Sự hy sinh của đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh là sự mất mát to lớn không gì có thể bù đắp được. Bởi anh đã dành trọn tâm huyết của mình cho công việc đã lựa chọn, trì hoãn hạnh phúc gia đình và hạnh phúc cá nhân để tham gia cuộc chiến chống dịch Covid-19. Sự hy sinh này là minh chứng rõ nét cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 đầy gian khó và nguy hiểm của lực lượng tuyến đầu chống dịch. Song chúng ta tin tưởng rằng với tinh thần chống dịch như chống giặc, với sự chỉ đạo quyết liệt từ trung ương đến địa phương cùng sự đồng lòng của cả cộng đồng, thì cuộc chiến chống dịch nhất định sẽ thắng lợi, không để sự hy sinh của những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch mất đi một cách vô nghĩa. Và câu chuyện đầy cảm xúc vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta hãy bình tĩnh, tự tin cùng chính phủ vượt qua đại dịch COVID-19. Còn bây giờ, Việt Anh và Phú Khánh xin kính chào và hẹn gặp lại.